biệt chào mừng các vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường trung học cơ sở Bắc Lý. Chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh về dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở Bắc Lý và 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Chương trình văn nghệ gồm các tiết mục: 1. Ngày giáo tôi yêu, nhạc Bùi Anh Tú, thơ Đinh Văn Nhã, biểu diễn thầy giáo Quang Đông, cô giáo Thu Hương. 2. Em là cô giáo vùng cao, nhạc Phan Huy Hà, thơ Hoàng Nghĩa Tự, biểu diễn cô giáo Thu Hải cùng nhóm múa phù họa. 3. Ơn thầy cô, sáng tác Lê Dũng, biểu diễn Hải Yến, Thanh Trúc. 4. Em yêu thầy cô, trường lớp, bạn bè, sáng tác Hậu Hoàng, nhảy. 5. Tổ khúc Hát Lên Chống Bắc Lý, sáng tác Hàn Ngọc Bích, Xuân Thắng, đồng ca. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Vẫn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhân. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu bên đèn khuya miệt mài trang giáo ân, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Hãy subscribe.
có một nghề mùi phấn bám đầy tay, tao vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài trăng giáo áo, giọt mồ hôi rơi nghe trang giấy. Đó là nghề, nghề sao tôi yêu. Như hàng cây đã bao mùa lá rụ, cánh cây chữ băng rừng lội suối giữa đan xanh mây vàng
muốn đọc. Năng lượng mệt mỏi của ngày thứ hai, tự tạo cho mình một cái vỏ bọc. Thế giới bỗng nhỏ gọn trong lỗ tai, và đam mê vẫn là người bạn quen thuộc. Tôi lại viết rồi bài tập đã tới deadline. Thank you.
cửu khúc hát lên chống bất lý đã khép lại chương trình văn nghệ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ chào. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, sung người xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang say sắc quân thù thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiến mau ra xa trường. Việt Nam ta vững bền, đội ca cùng nhau ta đi lên, theo bước đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng cho ngoan Bác Hồ. Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim, không phải quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà. Tiên quyết tiếng cuộc kỳ thăm tươi, anh em ta ơi tổ quốc suốt đời, cùng yêu nhân dân yêu chuồng lao động tăng gia, thi đua học hành ngày một tiến xa. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng! Trong xa một dải sông Lam, núi non hùng lĩnh, đỉnh ngàn mây trôi, nơi đây sinh một con người, non sông gấm vóc, dạng người Việt Nam. Bác Hồ ơi, chẳng bao giờ bằng bác là mặt trời mỗi sáng mọc lên, bác là vầng trăng. Trọng này, chúng cháu những đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nên đội trưởng
xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh ngồi xuống. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được thành lập từ năm 1953. Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Bắc Lý đã bền bỉ phấn đấu và lập được nhiều thành tích xuất sắc. Những thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Nhà trường được Bộ Giáo dục công nhận là đơn vị lá cờ đầu ngành giáo dục, 8 lần được nhận cờ Luân hưu của Chính phủ, 13 huân chương lao động cho tập thể và cá nhân các thầy giáo, cô giáo, 1 huân chương độc lập hạng 3, 1 huân chương độc lập hạng 2, 2 huân chương độc lập hạng nhất, 2 lần được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lao động. Những phần thưởng mà các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý nhận được trong thời gian vừa qua đã động viên, tạo thêm cho nhà trường sức mạnh và niềm tin vững bước đi lên trong thời kỳ mới. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội lớn, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2023, Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Bằng sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo và tình cảm yêu quý Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý, các vị đại biểu khách đã về dự đông đủ. Sự có mặt của các vị đại biểu là niềm vinh dự, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Lý. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý. Đại biểu khách tỉnh, trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã về dự. Trân trọng giới thiệu ông Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam đã về dự. Trân trọng giới thiệu các ông bà là lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam đã về dự. Đại biểu Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam, trân trọng giới thiệu ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam đã về dự. Trân trọng giới thiệu các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam đã về dự. Đại biểu khách huyện, trân trọng giới thiệu ông Trần Đức Thuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lý Nhân đã về dự. Trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các ông bà, nguyên Thường trực huyện ủy Lý Nhân đã về dự. Trân trọng giới thiệu các ông bà, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân đã về dự. Trân trọng giới thiệu các vị đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Văn phòng huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các trường học trong huyện Lý Nhân đã về dự. Trân trọng giới thiệu Đại tá Trần Tiến Phương, Phó Giám đốc Học viện Quân sự đã về dự. Đại biểu xã Bắc Lý, trân trọng giới thiệu các ông bà, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã, các ông bà trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể, các hợp tác xã, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện các nhà tài trợ, đại diện các bậc cha mẹ học sinh Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý đã về dự. Đại biểu cơ quan tuyên truyền, trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện ban lãnh đạo,
các phóng viên, thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã về dự và đưa tin cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Trung học cơ sở Bắc Lý. Trong ngày vui hôm nay, thầy và trò trường Trung học cơ sở Bắc Lý còn được đón chào các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh đã từng giảng dạy, công tác và học tập dưới mái trường Bắc Lý đã về dự. Một lần nữa, ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh đã về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Trung học cơ sở Bắc Lý. Mở đầu chương trình buổi lễ, trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Nguyễn Nam Anh, hiệu trưởng nhà trường, nên đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Kính thưa bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh, các anh chị cựu học sinh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, những ngày này khắp nơi trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nhằm tôn vinh nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi đó, hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2023, Đảng ủy, chính quyền xã Bắc Lý, thầy và trò nhà trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Trung học cơ sở Bắc Lý 1953-2023. Thay mặt nhà trường, tôi xin nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các thế hệ học sinh từng công tác và học tập tại trường trong 70 năm qua đã về dự lễ kỷ niệm. Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các anh chị em cựu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh yêu quý, trong những năm kháng chiến chống Pháp, bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam, huyện Lý Nhân và xã Bắc Lý đã ra sức thi đua đẩy mạnh sản xuất, đồng thời bắt tay vào nhiệm vụ phát triển giáo dục. Năm 1953, trường cấp 2 Bắc Lý được thành lập. Sau nhiều lần di chuyển địa điểm, tháng 12 năm 1957, Ủy ban Hành chính huyện có quyết định xây dựng trường tại thôn Tú Yên, xã Trung Lý, nay thuộc thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là vùng chiêm trũng, làm nông nghiệp độc canh, có nhiều tháng phải đi lại bằng thuyền. Nhân dân thiếu ăn 3 đến 4 tháng một năm. Những ngày đầu xây dựng, trong hoàn cảnh thiếu thốn, kinh tế khó khăn, chỉ có hơn 10 giáo viên với hơn 300 học sinh. Sau 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bắc Lý đã có được một cơ ngơi khang trang, đạt chuẩn quốc gia, hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Kính thưa các vị đại biểu, ra đời và phát triển trong thời kỳ cách mạng, được tiếp nhận những mạch nguồn truyền thống tốt đẹp của quê hương Lý Nhân Hà Nam. Cuối năm 1960, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 3, thầy và trò trường Trung học cơ sở Bắc Lý đã biết vận dụng một cách sáng tạo mục tiêu, nguyên lý, phương châm giáo dục của Đảng vào thực tiễn nhà trường. Trải qua thời gian phấn đấu kiên trì gian khổ với khẩu hiệu tất cả cho học sinh thân yêu, nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, phát huy tác dụng của trường như một trung tâm văn hóa địa phương. Từ nhân tố Bắc Lý, Bác Hồ đã gợi ý các trường phát động một phong trào thi đua hai tốt, tức là học thật tốt, dạy thật tốt. Ngày 18 tháng 10 năm 1961, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Bộ Giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn ngành ở Phủ Lý, Hà Nam. Hội nghị nhất trí công nhận Bắc Lý là lá cờ đầu và phát động thi đua hai tốt với khẩu hiệu tích cực thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý. Giữa hội trường, đại diện của trường Bắc Lý đã gióng lên hồi trống vang dội, mở màn cho phong trào thi đua hai tốt. Từ đây, chống Bắc Lý hòa nhập vào phong trào thi đua của cả nước, Bắc Lý trở thành quê hương của phong trào thi đua hai tốt. Thành công của Bắc Lý trong giai đoạn này đã hiện thực hóa đường lối phương châm giáo dục của Đảng, xác nhận rằng đường lối phương châm giáo dục của Đảng là đúng và hoàn toàn có thể thực hiện được. Hai năm sau, tháng 8 năm 1963, Hội nghị tổng kết thi đua hai tốt của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm được tổ chức tại Hà Nội. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục,
thì chưa bao giờ có một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến tất cả các cấp, các trường phổ thông, sư phạm, từ Việt Bắc, Tây Bắc đến vĩ tuyến 17 như vậy. Trong phong trào thi đua hai tốt đã làm xuất hiện nhiều trường tiên tiến, nhiều kinh nghiệm giáo dục tốt ở các tỉnh, các miền. Thành tích của điển hình mới đã làm phong phú thêm những bài học của Bắc Lý. Tại hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cần phát triển kiểu dạy, kiểu học của trường Bắc Lý và các trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa. Ngày 27 tháng 3 năm 1964, đại diện trường Bắc Lý được tham gia đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam dự hội nghị chính trị đặc biệt theo lệnh triệu tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Bác Hồ đã gặp gỡ, nói chuyện với giáo viên Bắc Lý, Bác căn dặn: các cháu ở nông thôn sớm biết lao động, nếu khéo tổ chức thì các cháu sẽ làm được nhiều việc có ích và kết quả giáo dục cũng sẽ tốt. Các cô, các chú phải làm thế nào để Hà Nam ta và các nơi khác có nhiều trường tốt như trường Bắc Lý. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cùng với các điển hình là sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, chống Bắc Lý đã vang xa khắp mọi miền Tổ quốc. Bắc Lý luôn giữ vững vị trí lá cờ đầu ngành giáo dục. Các nguyên lý giáo dục của Đảng đã được vận dụng thành công. Nhà trường luôn đạt các thành tích rực rỡ trên các mặt hoạt động đức, trí, thể, mỹ. Trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành giáo dục tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Từ năm 1964, chiến tranh ác liệt diễn ra ở cả hai miền. Trường lớp phải sơ tán, tránh bom đạn giặc. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có sự điều chỉnh. Để thực hiện mục tiêu đào tạo trong tình hình mới, bằng nội lực của ý chí vươn lên, bằng bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng, sự quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng với sự giúp đỡ, đùm bọc, che chở, động viên của nhân dân, Bắc Lý đã nhanh chóng xác định phương hướng nhiệm vụ mới, có những điều chỉnh về mục tiêu giáo dục, đó là giáo dục học sinh Bắc Lý trở thành những người chiến sĩ giỏi, người cán bộ tốt, người lao động tốt, xây dựng quê hương. Nhà trường đã chuyển hướng giáo dục là tăng cường giáo dục lòng yêu nước, mạnh dạn cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng tinh giản, cơ bản, vững chắc. Cuối năm 1969, Bắc Lý trở về trường học tập trung, nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế đặt ra bức thiết, học sinh lại nhỏ hơn trước, chất lượng văn hóa khoa học có chiều hướng giảm sút. Tập trung đảm bảo chất lượng văn hóa khoa học đơn thuần hay kiên trì chất lượng giáo dục toàn diện. Một lần nữa, Bắc Lý lại vượt qua những băn khoăn chăn trở, tiếp tục mục tiêu giáo dục toàn diện, đào tạo học sinh theo ba hướng đi, mà quan trọng là chuẩn bị cho học sinh tâm lý và năng lực đi vào lao động theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Sau năm 1975, đặc biệt là cuối thập kỷ 70, sản xuất lớn ở nông thôn chậm phát triển, kinh tế xã hội gặp vô vàn khó khăn. Việc hợp nhất trường từ trường cấp 2 có 9 lớp với tiểu học thành trường phổ thông cơ sở trên 30 lớp. So với yêu cầu mới, chất lượng giáo dục còn hạn chế, quy mô giáo viên tăng nhanh, thì đồng thời đòi hỏi công tác quản lý phải thích ứng. Lại một lần nữa, với tinh thần ý chí tự vươn lên, thầy trò đã khẳng định những nhận thức quyết tâm mới, nhà trường đã đón đầu phương hướng cải cách giáo dục, điều chỉnh và cụ thể hóa mục tiêu, đưa ra mỗi người cần đào tạo trong hòa bình, đó là những người học tập tốt, rèn luyện tốt, dũng cảm vượt qua đói nghèo, có ước mơ trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật, những người quản lý giỏi, lao động giỏi, làm giàu cho quê hương, đất nước. Từ năm 1981 đến năm 1986, đây là giai đoạn khó khăn, đặc biệt là về kinh tế, đời sống giáo viên, nhân dân, học sinh gặp nhiều thiếu thốn. Một số đông học sinh tốt nghiệp không có điều kiện tiếp tục học lên, tâm lý phụ huynh học sinh lo lắng. Song với tinh thần đoàn kết vượt khó, tự lực cánh sinh và sự nghiệp giúp đỡ, chia sẻ của nhân dân, các thầy cô giáo đã nhắc nhở, góp ý, tư vấn cho nhau để vừa lo ổn định đời sống nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất, phong cách người thầy giáo Bắc Lý. Ổn định tư tưởng cho phụ huynh về định hướng học tập của con em. Những quyết tâm cố gắng và thành tựu của nhà trường trong giai đoạn này đồng thời cũng là sự ghi nhận trong cả quá trình phấn đấu từ khi thành lập. Năm 1985, trường được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Giai đoạn 1986-2002, khi có chủ trương đổi mới phát triển kinh tế nhiều thành phần, thực hiện khoán 10 trong nông nghiệp, từng gia đình cần những người có văn hóa, biết vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Vấn đề giáo dục dân số, môi trường, pháp luật, chống tệ nạn xã hội đang đặt ra cấp bách. Về đội ngũ, chủ trương địa phương hóa giáo viên bên cạnh thuận lợi cũng tạo cho Bắc Lý khó khăn, đó là mất đi nguồn bổ sung giáo viên có chất lượng. Trước yêu cầu và bối cảnh đó, nhà trường đã cụ thể hóa mục tiêu đào tạo là
vừa tạo nguồn học sinh cho trường trung học phổ thông, vừa tạo cơ sở nhiều mặt cho học sinh tiếp tục học nghề hoặc trở về xây dựng quê hương, đi làm nghĩa vụ quân sự, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Năm 1997, Hà Nam tái lập tỉnh, trường Bắc Lý trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện mà trực tiếp là phòng giáo dục đào tạo. Nhà trường đã điều chỉnh, cân đối các hoạt động giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, vì vậy đã duy trì và nâng cao chất lượng trí dục, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Những nỗ lực cống hiến của nhà trường trong giai đoạn này được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý. Năm 2000, trường được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2002, Bắc Lý là trường đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường ngày càng hoàn thiện. Từ năm 2002, cùng với các nhà trường trong cả nước triển khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới, trường Bắc Lý đã không ngừng phấn đấu đổi mới phương hướng dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, điều chỉnh bổ sung nội dung, đổi mới cách thức phối hợp trong việc xây dựng môi trường và giáo dục đạo đức học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển một cách sáng tạo kiểu dạy, kiểu học của Bắc Lý. Kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện gắn hoạt động dạy và học của nhà trường với đời sống sản xuất và thực tiễn địa phương, Bắc Lý xây dựng và phát triển mô hình trường trung học cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng. Từ năm 2008 đến nay, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng nhà trường dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm luôn được nhà trường triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh lớp 6 và duy trì sĩ số theo kế hoạch, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngày 8 tháng 11 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức hội thảo làm theo lời Bác, phát huy truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông. Những ý kiến của các nhà khoa học và kết luận hội thảo đã khẳng định những bài học kinh nghiệm của Bắc Lý vẫn còn nguyên giá trị. Từ đó đã củng cố niềm tin cho định hướng phát triển nhà trường theo tinh thần nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Những năm học gần đây, nhà trường luôn cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực đi đầu trong các hoạt động giáo dục như thực hiện mô hình trường học mới, linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nhất là khi học sinh tạm dừng đến trường vì đại dịch Covid-19. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, trường trung học cơ sở Bắc Lý luôn tích cực tìm tòi những phương pháp dạy học hiệu quả, đặc biệt là triển khai, tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp. Các hoạt động giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà học sinh được tham quan, học tập ngoài khuôn viên lớp học, trường học. Các em được trực tiếp đến các địa điểm, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại các di sản. Học sinh được nghiên cứu, trải nghiệm trên phòng tem, ứng dụng trồng cây trong khu nhà lưới, tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Từ đó, các em không chỉ được học tập, được giao lưu, học hỏi, hợp tác với các bạn, vận dụng lý thuyết vào làm các sản phẩm ứng dụng gần gũi với đời sống, mà còn phát triển năng lực, phẩm chất của bản thân. Tham gia các hội thi như thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ thư viện giỏi, nhà trường thường xuyên xếp thứ nhất. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ đều xếp thứ hạng cao. Hàng năm, nhà trường có nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm học 2022-2023, trường có 10 học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi chuyên đề với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích. Các mặt hoạt động giáo dục như giáo dục lao động, hướng nghiệp, giáo dục thể chất, thẩm mỹ đều đạt kết quả cao. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Bắc Lý có những thời kỳ gặp nhiều khó khăn thử thách. Song với phương châm kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện, giữ vững ngọn cờ thi đua hai tốt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giáo viên và học sinh Bắc Lý cũng luôn sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách để tiếp tục phát triển đi lên. Kính thưa quý vị đại biểu, 70 năm qua, gần 1 vạn học sinh đã được học tập, rèn luyện và trưởng thành dưới mái trường Bắc Lý. Ở trường, các em được chuẩn bị chu đáo về phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ, học vấn phổ thông, khả năng lao động và sức khỏe. Ra trường, các em sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà đảng và cách mạng phân công. Nhiều học sinh học xong yên tâm ở lại quê hương, trở thành những người lao động có đạo đức, có văn hóa, kỹ thuật, làm nòng cốt cho phong trào sản xuất, xây dựng hợp tác xã, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc củng cố và xây dựng đảng, chính quyền và đoàn thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các em thực sự là người lao động tốt, lực lượng đáng tin cậy của đảng trong việc xây dựng quê hương. Những học sinh
lên đường nhập ngũ đánh giặc cứu nước. Với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhiều học sinh lập chiến công xuất sắc như Cao Ngọc Đấu, hay đã anh dũng hy sinh như liệt sĩ Nguyễn Văn Tính. Và nhiều học sinh trưởng thành đảm nhận những vị trí cao cấp như Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng Đặng Nam Điền, nguyên Chính ủy Học viện Hậu cần, hiện nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Khi cầm súng là những chiến sĩ tốt, góp phần làm đẹp quê truyền thống quê hương. Khi trở về địa phương, tiếp tục lao động sản xuất, đảm nhận cương vị công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng quê hương Bắc Lý. Một bộ phận học sinh tiếp tục học lên đã học tốt và sau khi học xong trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý hành chính, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu ở huyện, ở tỉnh và tỏa đi khắp nơi trong cả nước như học sinh Trương Đức Anh khóa 1956-1959, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, học sinh Chuẩn Xuân Trường khóa 1958-1961, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2, giảng viên chính Đại học Y khoa Hà Nội. Nhiều người đã có những công trình nghiên cứu xuất sắc, nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt, lực lượng cốt cán của các cơ quan lãnh đạo đảng, chính quyền như học sinh Nguyễn Văn Hưởng, khóa 1970-1973, tốt nghiệp sư phạm về công tác tại trường, lần lượt đảm nhận chức vụ phó hiệu trưởng, hiệu trưởng nhà trường, sau chuyển công tác đảm nhận chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, bí thư huyện ủy Lý Nhân, giám đốc sở nội vụ Hà Nam. Nhiều học sinh thành công trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh như anh Đoàn Tiến Hưng khóa 1983-1986, hiện là luật sư, chủ tịch tập đoàn Mạnh Hùng. Học sinh Bắc Lý dù ở lại quê hương sản xuất hay đi chiến trường đánh giặc hoặc trở thành cán bộ khoa học kỹ thuật, lãnh đạo các cấp đều tuyệt đối trung thành với Đảng, giàu lòng yêu quê hương đất nước, có năng lực làm việc, ý chí phấn đấu cao, có cuộc sống tâm hồn phong phú và lành mạnh, luôn hướng về quê hương, hướng về mái trường. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ quản lý nhà trường thật sự là những nhà giáo mẫu mực, là chim đầu đàn của tập thể sư phạm. Tiêu biểu như thầy giáo Lê Sơn, hiệu trưởng năm 1959 đến 1962, sau đi học Đại học Sư phạm Hà Nội, nghiên cứu sinh tại Liên Xô, phó tiến sĩ khoa học, giáo dục, phó giáo sư, nhà giáo ưu tú, phó viện trưởng, viện khoa học giáo dục. Thầy giáo Nguyễn Gia Quý, hiệu trưởng từ năm 1962 đến năm 1966, sau học Đại học Sư phạm Hà Nội, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Giáo dục thuộc Viện Khoa học Giáo dục, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Nhà giáo nhân dân Phùng Huy Triện, phó hiệu trưởng nhà trường, cả cuộc đời công tác của mình đã cống hiến cho mái trường Bắc Lý. Đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên là những người có ý thức giác ngộ chính trị cao, có trí tuệ, giàu lòng yêu nghề, yêu trẻ, luôn đoàn kết gắn bó, có tinh thần nghị lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy sáng tạo, tiêu biểu như thầy giáo Nguyễn Lê Hòa, thầy giáo Phan Đức Thắng. Phẩm chất đạo đức nhà giáo, tinh thần tự học tập nghiên cứu, sự sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục của các thầy cô giáo Bắc Lý thực sự đã trở thành tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Nhiều thầy cô đã trở thành giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều thầy cô giáo đã chuyển lĩnh vực công tác và đảm nhận vị trí quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, quản lý như thầy giáo Nguyễn Tiến Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình và nhiều thầy cô giáo khác. Đó là niềm tin, niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh Bắc Lý. 70 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, trước mỗi khó khăn thử thách với bản lĩnh vững vàng và truyền thống tốt đẹp, thầy trò nhà trường quyết tìm ra hướng đi và lại tiếp tục vươn lên. Đó là kết quả của việc nỗ lực phấn đấu, tiếp nối truyền thống của các thế hệ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1962, được Bộ Giáo dục công nhận đơn vị lá cờ đầu ngành giáo dục. Năm 1965, được Chính phủ tặng cờ luân hưu đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục. Năm 1985, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Năm 2000, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. 4 huân chương độc lập, 2 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba, 12 huân chương lao động cho tập thể và cá nhân, 3 hạng nhất, 3 hạng nhì, 6 hạng ba, 13 cờ luân hưu của Chính phủ, 10 cờ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 38 cờ luân hưu của Ủy ban Hành chính tỉnh, 40 năm cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân huyện, 5 cờ mang chân dung Bắc Hồ của Ban chấp hành Trung ương đoàn, 2 cờ Nguyễn Văn Trỗi của Ban chấp hành tỉnh đoàn, 5 cờ công tác đoàn đội của Ban chấp hành tỉnh đoàn, 5 cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 6 cờ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 80 cờ Tổ lao động xã hội chủ nghĩa, nay là tập thể
xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2020, Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam công nhận Trường Trung học Cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 4. Đó là kết quả phấn đấu không biết mệt mỏi, sự cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường. Trong ngày vui hôm nay, mỗi chúng ta lại bồi ngồi tưởng nhớ đến các thầy cô giáo, các học sinh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường hay đã ra đi vĩnh viễn vì quy luật của cuộc sống. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh. Nhân dịp này, nhà trường trân trọng báo cáo những thành tích vẻ vang của trường Bắc Lý đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo, Vụ Giáo dục Trung học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, sự quan tâm sâu sát của Phòng Giáo dục Đào tạo Lý Nhân, của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Bắc Lý trong suốt 70 năm qua, dù khó khăn thiếu thốn cũng dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục. Thành tích hôm nay là sự kế thừa và phát huy truyền thống của nhà trường được xây dựng, vun đắp suốt 70 năm qua, là công sức của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, là sự cố gắng quyết tâm của các thế hệ học sinh từ trước đến nay, là sự góp công, góp trí của bạn bè đồng nghiệp, của sự phối hợp chặt chẽ, bền bỉ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, với cấp ủy Đảng, chính quyền các thôn xóm và lực lượng giáo dục, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị của nhiều tập thể, gia đình, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cả tinh thần và vật chất cho nhà trường. Ngày lễ trọng thể của Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý hôm nay như một dấu mốc đặc biệt. Chúng tôi, những người được hưởng vinh dự và có trọng trách viết tiếp trang sử của nhà trường, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới sự giúp đỡ vô cùng quý báu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Trong ngày hội lớn này, thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý xin được nói lời tri ân đến những thế hệ đi trước. Xin được cảm ơn tất cả các thầy giáo, cô giáo đã từng công tác tại trường, hôm nay đã trở về để chia sẻ với chúng tôi. Xin được cảm ơn các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh Bắc Lý đã luôn hướng về nhà trường, ủng hộ để nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Kính thưa toàn thể quý vị, năm tháng đi qua, tóc xanh ngả bạc, nhưng tình yêu nghề, yêu người, tình yêu với ngôi trường vẫn cứ thế, mãi vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Xin được cảm ơn các thế hệ đi trước đã tạo dựng nên ngôi trường này bằng mồ hôi, công sức, bằng trí tuệ và có cả phần máu xương của mình. Hôm nay được sống trong niềm vui phấn khởi, tự hào của một ngôi trường có bề dày thành tích, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, của nhân dân địa phương, thầy và trò nhà trường luôn ý thức trách nhiệm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm tiếp là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, chăm lo xây dựng đội ngũ, đoàn kết thống nhất, vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Phát huy truyền thống 70 năm, dù khó khăn đến đâu, thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý cũng quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Để hoàn thành những nhiệm vụ lớn lao đó, Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý kính mong các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã từng công tác, học tập tại nhà trường tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, là niềm tin cho mọi thế hệ học sinh xứng đáng với quê hương của phong trào thi đua hay tốt của đơn vị anh hùng lao động. Ngày hội trường hôm nay có ý nghĩa thật đặc biệt. Truyền thống của trường luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm và ý thức dựng xây vun đắp để truyền thống được kế thừa và nối tiếp. Một trang sử nhà trường lại được mở ra tươi mới và tràn đầy năng lượng với nhiều thời cơ và cả những thách thức. Với những gì đã đạt được, với sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân địa phương, với sự nỗ lực phấn đấu liên tục bền bỉ của thầy và trò, Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý sẽ tiếp tục vươn lên và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các thế hệ học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các em học sinh hôm nay chăm ngoan, học giỏi, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống của trường Bắc Lý Anh Hùng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình buổi lễ, trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam lên phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thế hệ nhà giáo, các thế hệ cựu học sinh trường trung học cơ sở Bắc Lý, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý, hôm nay trong không khí hân hoan phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân tôn vinh những công lao to lớn của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các quý vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường trung học cơ sở Bắc Lý, ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử, lá cờ đầu của phong trào thi đua hai tốt. Thay mặt cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các bậc phụ huynh và các thế hệ học sinh nhà trường lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, nhất là hậu quả của đại dịch COVID-19 với sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tình hình Biển Đông, xung đột giữa Nga và Ukraine gay gắt và gần đây là xảy ra xung đột tại dải Gaza đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ và kịp thời nhiều giải pháp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Do đó, các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 rất phức tạp, chúng ta đạt 8,85%, năm 2022 là 10,82%, năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta ước đạt 9,51%. Tuy nhiên, đây là những tốc độ tăng trưởng không đạt so với yêu cầu của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nhưng năm 2023 với tốc độ tăng trưởng đạt 9,51% thì dự kiến Hà Nam sẽ là một trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về tốc độ phát triển kinh tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, GRDP bình quân đầu người đạt 99 triệu đồng, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Năm 2023 ước đạt trên 13.000 tỷ đồng và từ năm 2022 Hà Nam cũng đã tự chủ đảm bảo về cân đối chi ngân sách. Sản xuất công nghiệp và kết quả thu hút đầu tư xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo và đến hết năm 2023, dự kiến toàn tỉnh sẽ có 39 trên 83 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Và báo cáo với các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo là trong chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, chúng ta đặt ra chỉ tiêu là đến hết năm 2025, toàn tỉnh sẽ có từ 20 xã trở lên đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đến thời điểm này chúng ta đã vượt xa cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng. Về văn hóa xã hội, có nhiều hoạt động thiết thực phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao được quan tâm đẩy mạnh. Giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt thành tích cao. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023, tỉnh Hà Nam đứng thứ 7 toàn quốc về điểm bình quân chung với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,33%. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống người dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được nâng lên, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường và ngày càng vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc,
Chúng ta cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lãnh đạo chỉ đạo việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Và để đạt được những kết quả trên trong nửa nhiệm kỳ vừa qua cũng như trong năm 2023 thì có sự đóng góp rất lớn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà nói chung và của ngành giáo dục đào tạo huyện Lý Nhân, trường trung học cơ sở Bắc Lý nói riêng. Thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh, trong diễn văn của thầy hiệu trưởng cũng đã nêu rất rõ, trường trung học cơ sở Bắc Lý được thành lập từ những năm đầu của thập niên 50 trong những năm kháng chiến chống Mỹ cùng với điển hình trong cả nước như sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, lửa Thành Công. Tiếng chống Bắc Lý đã vang xa khắp mọi miền Tổ quốc và luôn giữ vững vị trí lá cờ đầu của ngành giáo dục. Tiếp nối truyền thống đó, trường trung học cơ sở Bắc Lý luôn đứng top đầu các trường trung học cơ sở trong huyện, trong tỉnh về chất lượng giáo dục. Trường không chỉ là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục Hà Nam mà còn là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục cả nước. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường giàu tâm huyết, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn miệt mài dạy và học. Nhiều cán bộ giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp và được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Những thành tích đó khẳng định bước tiến vững chắc, tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của trường trung học cơ sở Bắc Lý trên bước đường xây dựng và trưởng thành. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã trở thành những người có vị trí quan trọng trong xã hội và là những doanh nhân thành đạt, những người công dân có ích. Lớp lớp các thế hệ học sinh của nhà trường, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, nhưng với tấm lòng sâu nặng, nghĩa tình, luôn biết ơn các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ và tạo lập nền tảng tri thức, nhân cách, tạo đà phát triển trên bước đường mới. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quý trọng và vinh danh các nhà giáo. Người từng nói, người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Người cũng đã dạy chúng ta vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo đã không quản ngại khó khăn gian khổ để đem hết trách nhiệm giáo dục học sinh ngày đêm và đào tạo lên những thế hệ, những người công dân có ích cho xã hội. Thầy cô chính là những tấm gương sáng đã ngày đêm miệt mài rèn rũa, tạo nên phẩm chất, năng lực của các thế hệ học sinh, đóng góp vào thành tích và những thành quả trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Trong 70 năm qua, từ mái trường này, nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo đã dồn hết tâm huyết vì sự nghiệp chồng người, trở thành những nhà quản lý giỏi, những giáo viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, được Đảng, Nhà nước vinh danh, được các thế hệ giáo viên và học sinh tin yêu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và sự nghiệp giáo dục đào tạo chung của tỉnh. Những năm qua, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, vững về chuyên môn nghiệp vụ, hết lòng về sự nghiệp giáo dục, vì sự tiến bộ của con em Lý Nhân. Các thế hệ nhà giáo đã có nhiều đổi mới trong quản lý cũng như giảng dạy. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt được phát động thường xuyên. Nhiều năm liền, nhà trường đứng trong top đầu tại hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Nhiều giáo viên được chọn dự tham dự giáo viên giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường qua các năm học không ngừng tăng cao, luôn giữ vững là top đầu, trường là top đầu trong huyện về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liền duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở mức 100% và có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Những thành tích xuất sắc của nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể cá nhân của trường đã được các cấp, các ngành của tỉnh Hà Nam khen thưởng. Cụ thể là trong báo cáo thành tích thì các đồng chí cũng đã thấy là rất dày dặn về các cái thành tích của nhà trường. Từ năm 1962, trường đã được Bộ Giáo dục công nhận là lá cờ đầu ngành giáo dục. Năm 65, được Chính phủ tặng cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục. Năm 85, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Năm 2000, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Và trong quá trình
phát triển, nhà trường đã nhận được 4 huân chương độc lập, 2 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba, 12 huân chương lao động cho tập thể và cá nhân, 13 cờ luân lưu của chính phủ và 10 cờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2002, trường Trung học cơ sở Bắc Lý trở thành trường đầu tiên của tỉnh Hà Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2020, trường Trung học cơ sở Bắc Lý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định mức độ 4. Thay mặt cho Thường trực tỉnh ủy, cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò trường Trung học cơ sở Bắc Lý đã đạt được trong 70 năm qua. Trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo và học sinh đã có những đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, trong niềm hân hoan phấn khởi, tự hào kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo cùng thầy trò trường Trung học cơ sở Bắc Lý tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo, đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực hiệu quả, đảm bảo cho giáo dục phát triển, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ, quản lý và nhân viên của ngành giáo dục, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, giữ vững truyền thống và là trường mãi mãi là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Hà Nam và của cả nước. Thứ hai, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đoàn kết thống nhất trong toàn ngành, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả chương trình, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Chủ động phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành. Thứ ba, đối với nhà trường, cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện, luôn giữ vững lá cờ đầu trong ngành giáo dục Hà Nam và là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục cả nước. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp cụ thể để giữ vững và phát huy chất lượng giáo dục cũng như các thành tích đã đạt được của nhà trường, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, thực hiện đúng định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tạo môi trường học tập, rèn luyện, giúp học sinh tích lũy kiến thức và vận dụng thực tế vào cuộc sống cùng với tinh thần tự học suốt đời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Thứ tư, đối với các thầy giáo, cô giáo, trường Trung học cơ sở Bắc Lý, thầy cô phải luôn trau dồi đạo đức, nhân cách, xứng đáng là những tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo để học sinh noi theo, tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong giảng dạy, phát hiện và bồi dưỡng để giúp học sinh phát huy tốt những phẩm chất và năng lực của mình, giúp các em hình thành những kỹ năng, phẩm chất và tri thức mới để các em thấy được vinh dự, hạnh phúc khi được đến trường. Và mỗi ngày đến trường đối với các em là một ngày vui. Thứ năm, đối với các em học sinh, các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi mong muốn các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ học sinh đi trước, luôn xác định cho mình một mục tiêu và động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ học tập rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Bắc Lý, sau này trở thành người công dân có tri thức, có tâm đức để đổi mới sáng tạo và hội nhập theo nguyên lý giáo dục của UNESCO, học để biết, học để làm việc, học để sau này có cuộc sống tốt đẹp và học để cùng nhau phát triển. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung và các thầy cô của trường Trung học cơ sở Bắc Lý nói riêng lời tri ân
về sự đóng góp của các thầy giáo, cô giáo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Hà Nam sẽ thực hiện tốt việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để xứng đáng với truyền thống khoa bảng và hiếu học của mảnh đất núi đọi sông Châu. Chặng đường phía trước của thầy và trò trường trung học cơ sở Bắc Lý còn không ít khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn. Tôi tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, với nội lực sẵn có, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành, niềm tin yêu của nhân dân, thầy và trò trường trung học cơ sở Bắc Lý sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm những trang vàng trong truyền thống của nhà trường. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ cựu học sinh và học sinh trường trung học cơ sở Bắc Lý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho trường trung học cơ sở Bắc Lý với bề dày truyền thống 70 năm tiếp tục vững bước đi lên và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, thay mặt cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lẵng hoa tươi thắm gửi các thầy cô giáo và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lên tặng hoa cho nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, về với ngày hội lớn của thầy và trò trường trung học cơ sở Bắc Lý hôm nay, các đoàn đại biểu, các quý vị đại biểu đã dành thời gian, sự quan tâm và động viên đối với nhà trường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Nam Anh, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Đức Thuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân, bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Trân trọng giới thiệu và kính mời
các ông bà nguyên là thường trực huyện ủy Lý Nhân lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Lý Nhân lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Mai Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện xã Bắc Lý lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thanh Huyền, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Bắc Lý lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các thầy giáo đã công tác và giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bắc Lý qua các thời kỳ lên vị trí danh dự để nhận hoa chúc mừng và tri ân của các thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường. Trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Văn Hưởng, thầy giáo Trần Văn Mão, thầy giáo Ngô Văn Hằng, thầy giáo Trương Quốc Hà. Kính mời thầy giáo Nguyễn Nam Anh, hiệu trưởng đương nhiệm trường trung học cơ sở Bắc Lý lên tặng hoa cho các thầy giáo. Vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo Bắc Lý luôn quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của nhà trường. Trong ngày vui hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Trần Thị Hạnh, nguyên phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bắc Lý với gần 35 năm công tác tại trường, đại diện cho cựu giáo viên Bắc Lý lên phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đang ho quá. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh yêu quý. Hôm nay, trong không khí tưng bừng náo nức của hàng triệu các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên trong cả nước chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng ta lại cùng nhau hội tụ về đây dưới mái trường Bắc Lý thân yêu để ôn lại truyền thống 70 năm của nhà trường. Trong lúc này, lòng xúc động trào dâng, tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi tới quý vị đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, suốt chặng đường dài 70 năm xây dựng và phát triển, Bắc Lý đã trải qua nhiều gian nan, vất vả, vững bước đi lên, gặt hái được nhiều thành công. Bắc Lý đã được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục tặng những danh hiệu cao quý, lá cờ đầu của phong trào thi đua hai tốt,
hai lần đạt danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Những bài học Bác Lý đúc rút, những kinh nghiệm giảng dạy Bác Lý thành công đã góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Tiếng trống Bác Lý đã vang xa khắp mọi miền đất nước, là tấm gương sáng trong ngành giáo dục. Tôi thật vinh dự, tự hào khi cũng là một trong những thành viên được góp phần nhỏ bé của mình làm nên thành tích đó. Từ thời đi học, đó là những năm tháng chống Mỹ cứu nước gian khổ, nhưng chúng tôi đã được nghe tiếng trống Bác Lý nổi lên như một điểm sáng, một niềm tự hào vô hạn của ngành giáo dục Lý Nhân. Thế rồi, cơ duyên đã đến khi ra trường năm 1980, tôi được tổ chức phân công về công tác tại trường. Có lẽ tôi là một trong số ít các đồng chí giáo viên được gắn bó với Bác Lý trong toàn bộ quãng đời làm nghề dạy học của mình. Nơi đây là khung trời kỷ niệm, là nơi tôi thực hiện được hoài bão và ước mơ của mình. Đó vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm với học sinh, với nhà trường. Tôi luôn nghĩ các thế hệ thầy cô giáo đi trước là những người thầy thân thương và rất đỗi tự hào, đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Những người đặt viên gạch nền móng đầu tiên để các thế hệ tiếp theo như chúng tôi tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đó. Tôi luôn tâm đắc rằng tình yêu thương là nền tảng của giáo dục, là cốt lõi để các thế hệ nhà giáo Bác Lý chúng tôi phấn đấu hết mình, thi đua dạy tốt, học tốt, tất cả vì học sinh thân yêu, vừa là khẩu hiệu, vừa là lẽ sống của chúng tôi. Trong suốt quá trình công tác tại Bác Lý, tôi cũng như nhiều đồng chí giáo viên khác được chứng kiến những thăng trầm. Có những giai đoạn rất khó khăn của nhà trường, nhưng điều chân quý nhất của Bác Lý là vẫn luôn kiên định, kiên trì, bền bỉ thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục của Đảng. Chúng tôi và các thế hệ học sinh vẫn dương cao ngọn cờ thi đua hai tốt, Bác Lý vẫn đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, đúc rút ra những bài học quý mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Để làm nên được điều đó, tôi cùng đồng nghiệp đã luôn nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội, tạo ra một môi trường giáo dục tốt để không phụ lòng tin yêu của các thế hệ học sinh, của nhân dân và của các cấp ủy đảng, chính quyền. Tự hào vì góp phần nhỏ bé của mình luôn sát cánh cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên để tô thắm thêm truyền thống anh hùng của nhà trường. 70 năm qua, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Hôm nay, chúng ta hội tụ về đây để cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua, suy nghĩ về hiện tại và hướng tới tương lai của nhà trường. Thay mặt cho các thầy cô giáo đã và đang công tác tại trường Bác Lý, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương đã luôn chỉ đạo sát sao và quan tâm tới nhà trường. Tôi cảm ơn các bậc phụ huynh Bác Lý với truyền thống hiếu học của quê hương hai tốt đã dành thời gian quan tâm, yêu thương con cái, tạo mọi điều kiện để giúp con em mình phát triển toàn diện. Cảm ơn các vị đã tin tưởng trao con em mình cho chúng tôi, coi Bác Lý là địa chỉ đáng tin cậy, đáng tự hào của mình. Cảm ơn các em học sinh, các em đã mang lại cho các thầy cô những tình cảm sâu nặng về tình thầy trò. Những gì các em được bồi đắp dưới mái trường này là hành trang theo các em suốt cả cuộc đời và trở thành kỷ niệm không bao giờ quên của tuổi học trò trong sáng ngây thơ. Hôm nay nhìn thấy các em học sinh đang ngồi đây, các em là những người tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường. Tôi thấy yêu biết bao nhiêu những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười chan chứa yêu thương của các em. Tuổi trẻ với sức sống căng tràn, với tâm hồn rộng mở, với khát vọng lớn lao, các em hãy cố gắng học tập, vun đắp tình cảm để trở thành công dân có ích cho đất nước. Đây chính là sự đóng góp thiết thực nhất của các em cho sự phát triển bền vững của nhà trường. Các em cựu học sinh Bác Lý thân yêu, hôm nay các em về đây như về với ngôi nhà thứ hai của mình. Gặp gỡ các em, các thầy cô rất xúc động và tự hào về trò của mình. Từ ngôi trường này, nhiều em đã trưởng thành, bay đi khắp mọi miền tổ quốc, mang tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình xây dựng quê hương, đất nước. Các em vẫn nhớ về mái trường, về thầy cô, bè bạn, luôn quan tâm đến sự phát triển của nhà trường, vẫn truyền lửa cho các thế hệ học sinh tiếp bước mình. Các em ạ, trên đường đời các em đang đi có lúc nào đó va vấp, các em hãy nghĩ về mái trường Bác Lý. Nơi đây có thầy cô và bạn bè, vẫn là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các em. Cảm ơn các em đã làm rạng danh thêm truyền thống nhà trường. Một câu thơ các em viết trên báo khăn quàng đỏ mà mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy xúc động. Em yêu Bác Lý khi gần, càng yêu Bác Lý vạn lần khi xa. Cuối cùng, tôi xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh. Chúc các em học sinh công tác tốt, học tập tốt để xứng đáng là học sinh của trường Bác Lý anh hùng.
tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay mặt cho các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường đã nghỉ hưu, chúng tôi có bó hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, được học tập và rèn luyện dưới mái trường Bắc Lý, các thế hệ học sinh Bắc Lý đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện để góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu anh Đoàn Tiến Hưng, học sinh Bắc Lý khóa 1983-1986, đại diện cho cựu học sinh Bắc Lý lên phát biểu ý kiến, tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các thế hệ học sinh của nhà trường, thưa các em học sinh yêu quý. Hôm nay được sự cho phép của quý thầy cô, tôi rất vinh dự và lấy làm tự hào khi được thay mặt các cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phát biểu về cảm tưởng của mình nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, cũng là lời tri ân tới quý thầy cô giáo nhân dịp ngày truyền thống nhà giáo 20 tháng 11. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, sự thành đạt trong sự nghiệp, sự hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc các bạn học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, trở thành những người có ích và niềm tự hào của gia đình, của nhà trường và xã hội. Và hơn hết, tôi xin trọng chúc mừng những thành tựu đáng tự hào mà trường Trung học cơ sở Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thân yêu của chúng ta đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, các bạn học sinh yêu quý. Như vậy, 70 năm đã trôi qua, nhưng các thế hệ học trò, thầy cô giáo, các cựu học sinh ở khắp mọi miền Tổ quốc tuy rất bận rộn, nhưng bằng nhiều cách đang và đã ở đây hoặc ở xa không về được, nhưng đều hướng về mái trường thân yêu Bắc Lý với lời tri ân sâu sắc nhất. Trở về mái trường sau gần 40 năm, tôi thực sự vui mừng khi gặp lại các quý thầy cô giáo, các bạn bè cũ của mình, ôn lại những kỷ niệm đã qua, xúc động, bùi ngùi bởi quý thầy cô đã qua thời trẻ trung, nét mặt đã hằn sâu theo năm tháng nhưng vẫn khỏe mạnh, những nét mặt chứa chan ấm áp tình cảm thầy trò. Tôi cũng không khỏi ngậm ngùi, luyến tiếc, thương nhớ một số thầy cô và các bạn bè đã vĩnh viễn đi xa. Năm tháng có đi qua, dấu tích của trường cũ, lớp cũ tuy bị xóa nhòa, thay vào đó là diện mạo mới, khang trang hơn. Nhiều thầy giáo cũ đã nghỉ hưu, bạn bè mỗi người một phương. Nhưng không ngăn nổi, dòng ký ức đang tràn về, làm tôi như sống lại những ngày đã qua. Ở mái trường này, các thầy cô luôn là những người đưa đò cần mẫn, thay cha mẹ dạy dỗ các thế hệ học sinh, luôn tận tụy hết sức mình vì nghề giáo thân yêu. Các thầy cô từ những tiết giảng bổ ích tại trường với bao điều hay, đến với các buổi tối mùa đông lạnh thấu để đến từng nhà các em học sinh để tận tình chỉ bảo hướng dẫn. Các thầy cô thấu hiểu tâm lý, chia sẻ tình cảm cùng những kỹ năng ứng xử giao tiếp hàng ngày để cho chúng em trưởng thành. Vâng, với sự tận tụy hy sinh của các thầy cô, các cựu học sinh đã được dìu dắt, đã được thầy cô trường Trung học Bắc Lý quan tâm dạy dỗ, đã hình thành nên một nền tảng vững chắc cho quá trình hình thành và phát triển sau này, giúp chúng em từ những cô cậu học trò ở những giai đoạn nổi loạn, nghịch ngợm và ngang bướng, từ những cô cậu học trò nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở để trở thành những người có thành tốt, tích tốt trong học tập. Và đến nay nhiều bạn đã trở thành rất thành đạt và đóng góp nhiều tích cực cho quê hương, cho đất nước. Một điều đáng nói, sau này đa phần các anh chị, các bạn học sinh nhiều khóa dù có đi đâu, trên bất cứ cương vị nào, lĩnh vực nào, nhưng luôn hướng về quê hương Hà Nam, trường Trung học cơ sở Bắc Lý, và bằng nhiều phương tiện khác nhau, hình thức khác nhau, đang đóng góp cho quê hương Hà Nam ngày một phát triển.
công lao dưỡng dục của các thầy cô giáo 70 năm kể từ ngày thành lập trường và 40 năm kể từ ngày tôi rời xa mái trường thân yêu là một chặng đường đủ dài, đủ khẳng định sự cố gắng, sự trải nghiệm và thành đạt của nhiều thế hệ học sinh đã rời xa mái trường Bắc Lý thân yêu. Riêng bản thân tôi là một học sinh hiện sinh sống và đã làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có cơ hội đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều kiến thức ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng tôi luôn nhớ tới quê hương Hà Nam, nhớ tới trường Bắc Lý. Ở đó có các thầy, các cô cùng các bạn bè yêu quý và tôi luôn cố gắng tiếp thu những điều hay, những điều mới để mong muốn có thể cùng chia sẻ với mọi người và xây dựng cho bản thân. Và may mắn tôi có cơ hội thực hiện và phát triển một phần công việc của mình ở chính mảnh đất Hà Nam hôm nay và mai sau. Mong rằng những thế hệ học sinh hôm nay và kế tiếp sẽ phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học, ra sức rèn luyện và trở thành những người có ích cho xã hội, viết thêm những thành tích mới và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh. Kính thưa quý thầy, cô và các bạn, ai cũng một thời niên thiếu với nhiều kỷ niệm, với hoài bão, nhưng thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng những ký ức tươi đẹp và những trải nghiệm khó quên dưới mái trường thân yêu này, bên bạn bè và tình yêu thương của thầy cô giáo sẽ luôn lưu giữ trong tâm trí của mỗi chúng ta. Tình cảm thiêng liêng trân trọng đó tôi luôn tự hào và muốn gửi đến không chỉ có các thầy cô có mặt ngày hôm nay và nấp nấp các thế hệ của các thầy cô đã qua và ngày mai sẽ tới và đang và sẽ gắn bó với mái trường thân yêu sau này. Và chắc chắn hôm nay tôi và các bạn, những cựu sinh viên của trường Trung học cơ sở Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Dù chúng ta lại chia tay, dù mỗi người lại bước đi trên con đường riêng của mình, nhưng chúng ta mãi mãi là anh em thân thiết, được trưởng thành từ mái trường thân yêu này, luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ, cùng nhau chia sẻ. Và kỷ niệm này sẽ là những hành trang, là nguồn động lực để tôi cùng các bạn sẽ phát triển và trưởng thành trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng hứa với nhau, hứa với quý thầy cô là sẽ tiếp tục học hỏi, sống tốt hơn để mỗi ngày trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất cho bản thân mình để làm nhiều việc ý nghĩa hơn, công tác tốt hơn và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Và xứng đáng với niềm tin yêu mà các thầy cô đã gửi gắm cho chúng ta, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của mái trường Bắc Lý thân yêu. Và cuối cùng, một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh nhiều sức khỏe, thuận lợi cho công việc, trong cuộc sống. Và chúc buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Trung học cơ sở Bắc Lý thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình buổi lễ, trân trọng giới thiệu em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 8A, năm học 2023-2024, đại diện cho tập thể học sinh hiện đang học tập, rèn luyện dưới mái trường Bắc Lý lên phát biểu cảm tưởng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bạn đội viên thân mến, tháng 11 đã về trong niềm hân hoan đón chờ ngày hội lớn, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Riêng thầy và trò trường Trung học cơ sở Bắc Lý chúng em, niềm vui dường như được nhân lên gấp bội, bởi cũng trong những ngày này, trường em long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Hôm nay, em rất vinh dự và tự hào khi được thay mặt cho hơn 600 bạn đội viên trong liên đội nói lên suy nghĩ của mình trong ngày vui đầy ý nghĩa này. Lời đầu tiên, em xin được gửi tới các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bạn đội viên thân mến, đối với mỗi học sinh chúng em, được học tập, rèn luyện, được chắp cánh ước mơ dưới mái trường Bắc Lý, mái trường có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, mái trường đã hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, huân chương độc lập hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác là điều vô cùng tự hào. Chúng em hiểu rằng để có được những thành tích rực rỡ đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Bắc Lý. Từ nơi đây, đã có biết bao thế hệ học sinh Bắc Lý đã trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần vào việc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Trong niềm vinh dự và tự hào này, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Đặc biệt, cho phép chúng em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thầy giáo, cô giáo kính mến, những người lái đò miệt mài luôn hết lòng vì sự nghiệp chồng người cao cả. Để phát huy truyền thống anh hùng của nhà trường, tiếp bước cha anh, chúng em, những học sinh Bắc Lý hôm nay xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, nỗ lực rèn luyện để xứng đáng là học sinh trường Bắc Lý anh hùng, để trở thành những công dân có ích, góp phần vào việc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, em xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, kính chúc các thầy giáo, cô giáo có một ngày lễ đầy ý nghĩa. Em xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, em xin phép được thay mặt cho các bạn đội viên trong liên đội kính tặng thầy cô bó hoa tươi thắm nhất ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường, thưa toàn thể các thế hệ học sinh. Hôm nay chúng ta hội tụ về đây để cùng ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của trường Trung học cơ sở Bắc Lý. Trong không khí tưng bừng phấn khởi, đầm ấm yêu thương, lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Dịp hội trường đã giúp cho mỗi thầy cô giáo, các thế hệ học sinh cùng sống lại những hồi ức, những kỷ niệm đẹp của một thời học tập, công tác dưới mái trường Bắc Lý thân yêu. Khơi dậy lòng tự hào trong mỗi người về truyền thống vẻ vang của trường Trung học cơ sở Bắc Lý và truyền lửa tiếp xúc cho những thế hệ mai sau. Thay mặt ban chỉ đạo, ban tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sở giáo dục đào tạo cùng các sở ban ngành của tỉnh Hà Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, phòng giáo dục đào tạo cùng các ban ngành đoàn thể của huyện Lý Nhân, đất lãnh đạo các trường học trên địa bàn huyện, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể, các thôn xóm xã Bắc Lý. Xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh ở khắp mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ đã về dự, ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt, góp phần cho sự thành công của lễ kỷ niệm. Cảm ơn các anh chị em kỹ thuật viên, nhạc công, các thành viên đội văn nghệ, các nhân viên phục vụ, các lực lượng an ninh đã giúp đỡ nhiệt tình cho thành công của lễ kỷ niệm. Xin cảm ơn các cơ quan truyền thông của tỉnh, của huyện và địa phương đã về dự và đưa tin cho buổi lễ. Trong quá trình tổ chức lễ kỷ niệm, ban tổ chức chúng tôi không sao tránh khỏi thiếu sót. Kính mong quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường cảm thông và chia sẻ. Kính chúc các quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và tuyên bố bế mạc buổi lễ.